Các bạn thân mến, đây là một cái mô hình làm lồng rất là đơn giản và hiệu quả. Thì các bạn có thể thấy là đây là hạ thổ. Và cái này thì mình làm bằng xương sắt. Và đây là cũng bằng xương sắt. Thì chiều cao của cái này thì nó rơi vào tầm khoảng 1 mét. Bằng cái khổ lưới mà mình mua trên thị trường là lưới này. Và cái đường kính của cái vòng tròn này là nó rơi vào 70-75 cm. Đó, vanh đường kính. Và các bạn hàn một cái cửa ở đây. Đó. Ở phần trên kia thì các bạn hàn một cái cầu bậu. Từ cái cầu bậu đó dằng sang cái ở điểm vòng quanh cái vòng tròn này là 5 cái xương sắt. Và gì? Và ở phần trên có một cái cầu bậu và có một cái vòng tròn để đỡ cái rổ. Đó. Ở phần trên này là lấy lá tôn cắt đó. Thì cái mẫu lồng này thì cái kích thước là làm cho con chim nó rất là thoải mái. Vừa hạ thổ mà vừa kín đáo khi ấp đẻ. Cái vòng tròn này các bạn cắt mua một cái khổ tôn 1m2 đó và bạn cắt một vòng tròn như này. Còn những cái phần thừa này là các bạn lại là quấn vòng quanh để tạo cái độ kín đáo cho chim. Đây là một cái mẫu lồng mà mình thực hiện 100 cái và chi phí nó cũng rơi vào khoảng 250-300 một cái. Mình đã thực hiện ở hơn một năm nay rồi. Mình thấy rất là hiệu quả, rất là thoáng, rất là tiết kiệm và con chim rất là thoải mái. Đó. Để gợi mở cho các bạn nuôi sinh sản. Đây là những đôi vú nuôi Nhật Pháp và mình vẫn đang đăng bán trong thời điểm này là 400.000 một đôi. Là mới bắt đầu khai thác sinh sản. Đó. Các bạn thân mến, thì đây là những chú chim hậu bị của mình đã bắt đầu đến cái tuổi cập kê. Con gái 18, con trai 20. Đấy, chim trống. Và các bạn thấy trên màn nhỏ là trứng đã được rơi xuống. Vậy đây là giai đoạn đã bắt đầu đẻ bói và đã bắt đầu đi vào gọi là khai thác được. Mình sẽ đăng để bán cho các bạn là 400.000 một đôi. Các bạn để ý thật tình ý, những cái con chim mà vệt đen này nó đã đen sẫm và chân nó đã đỏ như thế này, nó đã trưởng thành rồi. Đó, các bạn nên nhớ là những cái con chim mà nó chân nó đã ngả màu đỏ hoặc là đỏ sẫm hoặc là những cái vệt đen này nó rất là sẫm rồi thì các bạn nên nhớ là nó là những chú chim đã bắt đầu khai thác chứ không phải là tôi bán cho các bạn chim giả. Đấy, những con như này là tôi bắt một trống một mái và tôi đảm bảo trong vòng 2 tuần là sẽ đẻ. Đấy, các bạn khi các bạn tiếp nhận là 2 tuần nó sẽ đẻ. Tôi khẳng định một điều là như vậy, cam kết với các bạn như vậy. Thì cái số lượng ở đây thì cũng có một phần là cũng giới hạn, thì tôi cũng chỉ ra khoảng tầm 150-200 đôi nữa thôi. Đấy. Thì các bạn thấy là tôi nuôi thì có máng uống nước tự động đây. Đó. Máng trong máng ngoài. Và tôi cho ăn đúng giờ. Ví dụ như 10 giờ sáng và 4 giờ chiều. Thế các bạn thấy là chim rất là khỏe. Đấy. Tại vì ăn đúng bữa thì cái men dịch tiêu hóa nó sẽ tiết ra một cách đều đặn mà con chim nó thèm ăn. Và nó ăn nó không chua thức ăn. Đấy. Thì và những một trong những cái yếu tố khác mà tôi thực hiện là chuồng chim của chúng tôi là không có phân. Phân rơi xuống đất đây. Đấy, các bạn thấy là mua chim thì phải tìm những cái nơi mà người ta đã tiêm phòng dịch rồi. Đó. Và yên tâm, tôi đảm bảo yên tâm các bạn là chim này là không có mầm bệnh. Tại vì cái giống chim này cái đề kháng nó không giống được như chim cu cườm thì cái đề kháng về dịch bệnh nó cao hơn. Đấy, với những chú chim này là chúng ta là phải tìm những cái nơi mà có những cái cách mà nuôi. Một trong những cái yếu tố mà làm cho mầm bệnh của chim là các bạn phải nên nhớ đó là phân chim. Khi con chim nó đi ra phân như thế này, các bạn có thể minh họa, tôi có thể minh họa. Đây là cái phần phân nó dính. Nếu như ở sàn chuồng các bạn mà có những cái phân như thế này,
mà độ ẩm cho phép thì đó là những cái mầm bệnh. Đầu tiên nó bệnh đau mắt và bệnh đi ngoài. Nhưng các bạn thấy là gì? Đây là một cái ngẫu nhiên. Một buổi sáng lúc 8 giờ tôi quay. Các bạn thấy là cái cầu bậu của tôi và chỗ con chim bậu đây là không có một tí phân nào cả. Đó. Và thực tế các bạn thấy là gì? Những chú chim của chúng ta rất là gì? Bóng, trơn, nhanh nhẹn. Đó. Ở cái phần đây là tôi quay đây là đó là phần nắng. Đấy, cái độ thoáng. Nuôi chim là các bạn phải tạo cái độ thoáng để nó cho nó không có nơi để mà vi khuẩn trú ẩn. Nếu như có vi khuẩn thì sẽ không có chim, và nếu như có chim tồn tại thì đồng nghĩa với việc không có vi khuẩn. Đó là một câu thành ngữ mà bản thân trong quá trình tôi phát triển trang trại chim tôi tự rút ra. Đó. Trông thế thôi, trong người con chim và lông con chim rất nhiều những cái cơ hội và những cái mầm bệnh cũng như cái vi khuẩn. Nên các bạn nếu như chim mà không có sự thoáng, thậm chí là không được dãi nắng, không được tắm nắng thì khả năng mầm bệnh rất cao. Đấy. Đâm ra những cái mô hình của tôi là những cái mô hình nuôi chim ngoài trời. Đây các bạn biết là tôi nuôi nó như thế. Đó, những cái lồng này là thường là tôi chỉ che một phần nửa thôi. Còn một phần nửa là nó sẽ gì? Nó sẽ có nắng có mưa. Đấy, thì những cái lúc mưa thì nó sẽ chạy vào trong, và lúc nắng thì nó chạy ra ngoài. Và tôi không bao giờ phải dọn phân chim. Các bạn này, đây là cái sàn lồng của tôi, và từ cái tay này tôi xuống mặt đất là các bạn nên nhớ là nó khoảng 1 mét. Vậy vì cái chim nó ỉa, nó rơi xuống dưới và cái phân chim nó xuống đất thì giun nó sẽ đấy là thức ăn của giun, và giun nó sẽ ăn phân thì đồng nghĩa với cũng có nghĩa là phân đã được phân hủy. Mà cái phân nó cách mặt đất 1 mét thì các bạn biết là gì? Có cái phân cách 1 mét thì có nghĩa là cái mùi của cái phân và cái bốc mùi của cái phân nó sẽ không bay vào mắt của con chim. Các bạn nuôi 1-2 con chim tại sao vẫn bệnh đi ở đó mắt? Bởi vì các bạn cái khay hướng phân các bạn không dọn, nó khô nó vón, và đến lúc nó mưa nó ẩm, không khí ẩm, nó làm cho cái phân bắt đầu là chứa những cái vi khuẩn hoặc là những cái độ cay của cái phân. Chính vì vậy là phân nó sẽ làm cho con chim nó sẽ dính chân, rồi dính bò lên người, rồi gì ngứa mắt, dụi mắt và gì, đau mắt, đi ỉa. Đấy, đau mắt thì bỏ ăn thì đi ỉa thì gầy dần và dẫn đến thiệt mạng. Đó là những cái bệnh cơ bản. Tất nhiên các bạn tiêm phòng, rồi các bạn cho uống phòng, rồi các bạn cho ăn làm sao con chim nó đầy đủ cái thể trạng, thể lực thì vấn đề đấy nó sẽ giảm đi. Đó, thì các bạn thân mến, mình sẽ... cái clip này nó bao gồm mấy cái nội dung mà mình hướng tới để chia sẻ với các bác cao tuổi. Và nếu như các bác nào kinh nghiệm hơn tôi thì cũng có thể là bỏ qua đại xá, không lên có những cái lời lẽ trên những cái trang mạng nó không được, không muốn nghe. Bởi vì tôi quan điểm tôi là ai đăng cái gì thì tôi cũng chỉ xem, tôi không chê bai hay bình luận. Tại vì là trí tuệ tập thể nó bao gồm tất cả những trí tuệ của những con người có sự đóng góp, chia sẻ qua mạng internet. Nếu như quan điểm của người khác mình cảm thấy đúng thì mình làm theo, và sai thì mình cũng có thể là mình có những cái góp ý lành mạnh. Đấy. Chúng ta đang sống trong cái thời buổi 4.0 thì chúng ta phải có một cái tư duy và có một cái quan điểm, thái độ 4.0. 4.0 thì các bạn thấy là internet nó là một cái kho tàng, nó một cái nơi để chúng ta thể hiện cái tôi, và chúng ta có thể là chia sẻ tất cả những cái gì hiểu biết. Mỗi một cá thể nó có một cái hiểu biết nhất định, và nhiều cá thể để tạo thành một kho tàng hiểu biết, và đó là một sự chia sẻ rộng rãi. Bản thân tôi cũng học được rất nhiều từ trên mạng internet. Đó. Thì trở lại vấn đề là hôm nay tôi có giới thiệu qua về một cái mẫu lồng mà nuôi hạ thổ để nuôi chim sinh sản, và cái một số những cái phương thức mà chúng ta có thể tận dụng ngoài thiên nhiên để chúng ta phát triển kinh tế. Ví dụ ở đây thì chúng tôi làm những cái dãy bờ lô như thế này và lưới như thế này, thì các bạn thấy là gì? Thực tế là chúng ta chỉ cần xây cái tường bao và xây một vài cái hàng đua ra thì chúng ta đã có thể tận dụng được một trang trại chim rồi. Đó.
Thì tại sao chúng ta lại phải lợp một cái nhà thật kín? Tôi cũng trước khi phát triển cái trang trại này, tôi cũng có tham khảo một số những cái mô hình. Thế nhưng mà thường là các bạn cũng nhiều bạn đầu tư rất là công phu, nhưng mà thực sự là cũng có những cái gì chúng ta nuôi một con gì đấy thì chúng ta phải nắm bắt được cái tập tính của chúng. Chim thì nó hướng về tự do, hướng về ánh sáng, hướng về nắng và gió. Thế các bạn xây nhà kín như thế thì cũng tốt, là có thể là che nắng che mưa, thế nhưng mà nó cũng sẽ có cái độ bí của nó. Và thường các bạn xây như thế thì sẽ là diện tích sẽ không được nhiều, mà nuôi thì ai chẳng muốn nuôi nhiều. Thế chính vì vậy là cái mầm bệnh ở trong những cái không gian chật hẹp là sẽ có, dù nhiều dù ít. Có thể là ở đấy nó vẫn khỏe mạnh, có thể nó vẫn sống trong vòng một vài tháng, nhưng mà nó sẽ không có cái khả năng sinh sản tốt. Hoặc là nó sẽ, nếu như mà các bạn mua ở những cái trại theo kiểu bí bách như thế, nó sẽ có mầm bệnh. Về nếu như người biết thì sẽ chữa khỏi, người không biết thì sẽ chỉ là con chim, chỉ biết ăn và không có giá trị về tiếng gáy cũng như là về sinh sản, hoặc là rất thấp, giá trị rất thấp, bởi vì là nó bị suy kiệt hoặc là nó bị ủ bệnh, mầm bệnh đó. Thì các bạn có thể thấy là đây là những cái lồng mà mình tận dụng từ những cái lồng bồ câu đó. Và các bạn thấy là gì, những chú chim của chúng ta đây, cầu bậu như này là để cho chim nó rất là gì, tập luyện gân cốt nó. Và các bạn có thể thấy là gì, bất kỳ cái lồng chim nào của thao chim cu gáy các bạn đều thấy là gì, rất là sạch sẽ đúng không ạ, không có phân ở hàn lồng, phân tự rơi xuống đất đó. Và mật độ ví dụ một lồng này 2, 4, 6, 8 mà mình đang nuôi là 8 con, dao động từ 8 đến 10 con, và mình không đặt cái vách ngăn ở đây. Chính như vậy là cái khả năng xoại cánh, khả năng rũ bỏ những con giận mạt ở trên người con chim là rất là cao. Đấy, nếu những bạn làm con chim chỉ đứng và đi gì, chỉ đứng im thì được gì, không khác gì người gọi lâu ngày không được tắm. Thế đây là những cái lúc mà nó có thể là ra nắng, nó ra nắng nó xoại cánh ra, hoặc là nó có thể bay, nó bay lập là trên cái một cái khoảng không thì nó sẽ rũ ra khỏi những con giận mạt ở trên người. Đấy, phần lớn là trên cơ thể người chim bao giờ cũng có giận mạt và mầm bệnh. Thì các bạn thân mến, thì mình cũng chia sẻ vậy thôi. Các bác cao tuổi và các bác trung niên cũng như các anh em đã là những cái đã từng gọi là quan tâm đến cái kênh chim cu gáy hay của mình trên YouTube và trên Facebook, thì các bạn có thể là tham gia đăng ký, bấm vào nút đăng ký ở trên kênh YouTube để là người đón nhận những video mới nhất của mình. Còn bấm vào cái biểu tượng có cái quả chuông thì là để nhận những cái thông báo có những video mới. Đó. Thế thì ở đây thì các bạn thấy là gì? Tôi cũng đây là cái gì đây? Cái lưới. Đó. Đây, xung quanh là chúng ta có lưới, thỉnh thoảng có những con chim chim cu cườm nó không đóng cửa đồng nó ra thì nó cũng quanh quẩn và nó sẽ bị mắc những cái lưới này, hoặc là mình bắt nó thuần thì mình bắt lại được. Thì tiếp theo là các bạn thấy là gì, đây là những chú chim của chúng ta, đây là cái phần mái bờ lô đấy. Thì các bạn thấy là gì, nó che gần như là 2/3 là che nắng che mưa và 1/3 nó là ở ngoài. Nắng buổi sáng nó có thể hắt, thì cái ánh nắng buổi sáng nó hắt theo hướng này thì các bạn thấy là gì, nó sẽ dịu và nó sẽ rất thoải mái cho con chim. Còn nắng buổi chiều nó hắt từ đằng đấm bờ lô kia ra thì không thể là làm hại con chim được, vì nắng buổi chiều là nắng rất gắt đó. Thì cách tính như các bạn làm chuồng, các bạn chọn hướng và các bạn nắm bắt tình hình địa hình rồi mọi vấn đề thì các bạn mới biết được là đi vào thực tế nó là như vậy. Thì đây là cũng thế, 2, 4, 6, 8, 10 chuồng này 10 con và cũng đã bắt đầu đẻ bói đấy, kể cả chim vành đen ở cổ là chim Nhật và chim trắng tinh là chim Pháp đó. Thì số lượng sẽ cơ hội cũng là để cho các bác có một đôi chim bố mẹ mà nó cứ hay không ra con, có thể là do bỏ ngang hoặc là do nó không biết ấp, hoặc là các bạn có thể là nuôi cảnh. Thực ra những con chim trắng này rất là đẹp các bạn ạ, đó. Và kể cả những con chim này cũng vậy thôi, chúng ta nuôi một con chim thì thực ra một năm nó chỉ ăn hết mấy cân thóc
nhưng mà nó sẽ có những cái khoảnh khắc để cho mình giảm bớt mệt mỏi trong công việc đó. Các bạn thân mến, đây là những chú chim rất là khỏe mạnh các bạn ạ. Đó. À, mình cái cầu bậu này là mình làm từ những cây măng rừng đó. Những cầu bậu này là mình phải nhờ bà con ở dân tộc Mường ở địa phận đây là lấy măng lấy cho mình sẽ mua lại đó. Cái cầu bậu này là bằng cây măng rừng nhá. Đấy, những cái chú chim trắng này các bạn thấy là rất là đẹp đúng không? Đó. Thì số lượng mình sẽ bán với cái giá niêm yết cho các bác là 400 ngàn một đôi. Đấy. Các bạn thấy là gì? Mình làm đây là cũng là tự phát thôi. Đấy, 400 nghìn một đôi các bạn ạ. Những chú chim của chúng ta rất là khỏe. Chúng bậu ở đây rất là hiên ngang. Đó. Các bạn nếu mà cái camera tôi dí vào đây các bạn thừa hiểu là gì? Cái cầu bậu nó không bao giờ dính phân và cái sàn lồng của nó đây cũng không bao giờ có phân. Đấy. Cứ vậy thôi, các bạn tránh cái sự gọi là mất vệ sinh trong chăn nuôi thì bao giờ khả năng mầm bệnh là gần như về số 0. Đấy. Không có mầm bệnh. Đó. Không có mầm bệnh. Trong này là những đôi là bố mẹ. Đấy, nó đang nuôi con. Và đây là những con hậu bị. Đấy, các bạn thấy là gì? Nếu như duy trì một cái trại vườn mà với số lượng lên hàng nghìn con thì không phải đơn giản. Bởi vì các bạn phải có quy trình uống thuốc định kỳ và các bạn phải có một diện tích rộng. Và các bạn phải như tôi đây thì vừa vệ sinh và máng tự động, vừa cho uống ngoài, uống phòng, rồi phải có công nhân. Cũng chẳng giấu đấy các bạn, nói bảo nuôi chim cu gáy mà phải thuê công nhân thì chắc là ít người cũng tưởng tượng ra là như thế nào. Nhưng đúng thế thật, bởi vì thực ra một mình tôi vừa phải đăng bài để một phần là giới thiệu về mình để quảng cáo. Nói đúng ra là cũng là quảng cáo và đúng là để cho mọi người biết đến mình. Chia sẻ. Đó, thực tế là những bài của tôi là phần lớn là chia sẻ các bạn ạ. Đấy, nhiều bác gọi điện là tôi cũng cảm thấy anh chia sẻ rất là chân thành. Đấy, một số người ta cũng có thể làm nhưng người ta chỉ đưa ra cái đầu ra hoặc cái sản phẩm thôi. Còn người ta không chia sẻ cái quá trình tạo ra cái sản phẩm nó như thế nào. Thì đây các bạn thấy là con chim đứng như thế này. Các bạn thấy là rất là ok đúng không? Đó. Thì tôi sẽ bán những cái đôi vú nuôi bắt đầu khai thác là với trị giá là 400 ngàn. Các bạn nào nhanh tay thì mua trước, bởi vì số lượng cũng không có nhiều. Khi tôi bán hết cái số lượng đó đây thì tôi sẽ phải để lại để tôi dùng, chứ tôi không thể bán tất được. Bởi vì một cái kế hoạch của tôi thì nó cũng sẽ là kế hoạch. Đấy, tôi sẽ ra với cái số lượng theo cái quan điểm dự trù của tôi. Đó. Đây là những chú chim. Các bạn thân mến, đây là cái lúc mà các bạn có thể thấy là đây là những chú chim vú nuôi. Nếu như các bạn mua những đôi này, tôi có thể dồn con sang những cái con khác và tôi sẽ để cho các bạn đúng đôi này luôn. Đó. Thực tế là đây là cái lồng mà tôi vừa giới thiệu ban nãy. Đó, các bạn thấy không? Nhìn tổng thể nó là như vậy. Đó. Đói mưa rồi, tôi xin phép là dừng video tại đây. Đó. Ok, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay của Thao. Một lần nữa tôi xin để lại số điện thoại là 0163 530 5982 và 0989 177 982.